Vâng, xin kính chào tất cả các bác, anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Gốm Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ quay cho tất cả các bác, anh chị một đôi chóe hàng khử. Hàng rất là đẹp, vừa mới ra lò đấy ạ. Một đôi 40 lít với chiều cao của một chóe là cao 70cm, đường kính là 42cm. Đường chiều cao này chưa tính đế ạ. Đôi chóe hàng khử tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, 4 mùa. Nó là Tùng Cúc Trúc Mai là quen miệng, tuy nhiên nó có rất nhiều các phiên bản khác nhau như là Mai Sen Cúc Phù Dung, nhưng mà tổng thể của nó là tứ quý bốn mùa. Có các họa tiết tượng trưng cho các mùa khác nhau như cái hoa đào, hoa mai thì mua cho mùa xuân, hoa sen cho mùa hè, hoa cúc cho mùa thu, hoặc là phù dung cho mùa thu, và mùa đông thì là cảnh tùng. Thì như quý vị anh chị đang nhìn thì đây chính là cảnh của mùa đông với họa tiết là cây tùng và loài chim hạc. Thì chim hạc và cây tùng thì có rất nhiều, gặp nhau rất là nhiều ở trong các cái tích vẽ khác nhau. Đặc biệt là cái tích vẽ có tên như là Tùng Hạc Diên Niên, hoặc là hay gọi là Bách Hoặc Quần Tùng, vân vân. Ở đó còn điểm xuyết là một đóa hoa phù dung nữa. Thì đôi chóe này thì 40 lít cho một chiếc, tổng là cả hai là 80 lít. Với tổng chiều cao cả đế là 88cm, chiều cao mà chưa có đế là 70cm. Và đường kính lớn nhất của nó là 42cm. Họa tiết đều được vẽ tay 100%. Hàng vẽ đất cao lanh, trắng, khử. Mặt men rất là bóng và sáng. Hàng này là có thể mang đi vẽ vàng. Đôi này là đôi vừa mới ra lò của bên em ạ. Ngoài ra còn có cái đôi nhỏ hơn, nhưng đây là đôi rất là lớn và có dung tích lớn. Thành ra em quay cho các bác xem. Thì sau khi là các bác xem mặt đó thì bây giờ đến các cái mặt khác như là mùa thu với hoa cúc với chim trĩ. Như các bác đang nhìn là rất nhiều những bó hoa cúc và chim trĩ được vẽ tay thủ công 100%, rất là lâu ạ. Tất cả những thợ vẽ bên em đều là những thợ vẽ lâu năm, có kinh nghiệm. Mặt men rất là bóng và sáng. Và một bên nữa đó là mùa xuân. Mùa xuân thì có con chim én, các loài chim, và có hoa đào. Tất cả những cái phần này đó, một chiếc chóe đều được chia thành 4 phần như thế này và vẽ 4 mùa luôn. Thì hiện thời em quay cho các bác là mỗi một chiếc em quay một mùa để các bác xem cho nó tiện. Thì các bác nào đang xem trên YouTube thì hãy đăng ký kênh giúp bên em ạ. Các bác nào đang xem trên fanpage của bên em thì hãy thích trang và chia sẻ cho các mọi người khác cùng xem. Em xin nhắc lại là chiều cao của nó tổng cả đế là 88cm, đế gỗ hương. Chiều cao chưa có đế của nó là 70cm và đường kính là 42. Và đây là các cái cặp nhỏ hơn. Thì em đang quay cái cặp lớn nhất. Cặp lớn nhất hiện thời bây giờ. Họa tiết là tứ quý 4 mùa. Đây là cảnh mùa thu ạ. Mùa thu với cả cảnh trúc. Cảnh trúc nhưng vẫn có một đó hoa sen nổi lên. Như các bác đang nhìn, những cái phần dây bổ khung này được vẽ rất là tỉ mỉ cầu kỳ. Ngoài những cái phần chính giữa là cái phần điểm nhấn, thì còn những cái phần viền, phần bổ khung cũng rất là tỉ mỉ, được vẽ rất là cẩn thận. Nên các bác nào muốn xem trực tiếp hãy qua bên em là số 21 thôn 6 Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội. Địa điểm là Gốm Hoàng Phát. Bên em nhận sẽ tư vấn cho các bác một cách là trực tiếp nhất và nhanh chóng nhất. Ngoài những bộ chóe như này thì bên em còn có các bình hút lộc. Hay là phía xa các bác nhìn là có những bộ ngôi nhà Vĩnh Hằng và Quách Tiểu cải táng bốc mộ cho người đã mất. Các bác đang nhìn ạ, đấy những cái hàng phía sau màu vàng, những hàng vẽ vàng ạ. Đôi này, đôi chóe này thì chưa vẽ vàng, tuy nhiên nó là đôi rất đẹp. Đằng sau là những cái màu sắc rất là sặc sỡ, có thể làm hoặc quà tặng, quà biếu, đồ trang trí nhà cửa cũng vô cùng là đẹp. Các bác xem ngay bên cạnh đây là một đôi chóe Phúc Đức, cũng để bày trước ban thờ là để có thể đựng rượu, nước bao sái, vân vân. Đây là một đôi tứ cảnh là lục bình, thân cao 1m50, rất là kỹ ạ. Cận cảnh thêm một chút cho các bác xem, đây là những cái chiếc bình hút tài lộc, mai bình, tỳ bà, tất cả đều có họa tiết vàng. Phía sau là đôi lục bình men dặn đắp nổi. Em còn có rất nhiều những cái đôi lục bình, những cái bình hút tài lộc khác để các bác tham khảo làm quà tặng tân gia,
làm đồ biếu cho ông bà, bố mẹ, bạn bè cũng như các đối tác kinh doanh, khách hàng, vân vân. Các bác nhớ lưu lại số hotline là 0918 482 648, hoặc qua địa chỉ trực tiếp của bên em là số 21 thôn 6 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Video đến đây là dài rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau. Hãy nhớ đăng ký kênh cho bên em nhé, để bên em có động lực làm những video mới cho các bác cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin chào.